hello xin chào tất cả anh em trong video này thì mình không có giới thiệu hay là quảng cáo sản phẩm mà mình quảng cáo về công ty của mình à, mình quảng cáo về những việc làm sắp tới mà store là mộc thích là mộc thích tự làm đang tuyển và đây là một cái cơ hội dành cho tất cả những anh em là fan cứng fan mềm chưa là fan những anh em có mong muốn có một cái môi trường làm việc như ở thích là mộc thì anh em có thể đăng ký à, tham gia tuyển dụng Ok, chúng ta sẽ đi vào cái bắt đầu của ngày hôm nay Thì để chuẩn bị cho những sự phát triển sắp tới năm 2021 và những năm tiếp theo Sau một thời gian mà mình bỏ rất nhiều thời gian để mình xây dựng, mình nghiên cứu, mình set up, thiết lập Thì hôm nay mình chuẩn bị cho những cái sự phát triển đó bằng những cái chuẩn bị về mặt nhân sự và mình chia sẻ với tất cả những anh em những cái vị trí mà công ty của mình đang tuyển nếu anh em thấy phù hợp thì hãy ứng tuyển thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào thẳng luôn là công ty mình đang tuyển những vị trí gì để chúng ta coi coi là mình có cái cơ hội để mình hợp tác với nhau hay không mình gọi là từ hợp tác vì đúng nghĩa nó là như vậy hay anh em ha rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào để xem được cái thông tin tuyển dụng của bên mình thì anh em hãy vào website là tuyển dụng .làm mộc .vn à, tắt cái logo để anh em xem ha thì à, trong cái website này khi anh em bước vào thì anh em sẽ thấy à, cái câu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ là chúng tôi đang tìm những con người có hoài bão, có lý tưởng, có tài năng để cùng tạo nên một nơi tuyệt vời và ý nghĩa bản thân mình khi xây dựng thích làm mộc từ năm 2014 đến bây giờ trong 6 năm hình thành và phát triển mình luôn luôn tìm kiếm những nền tảng triết lý những cái ý nghĩa trong cái công việc và chia sẻ đến nhân sự của mình và mình phát triển công ty muốn trở công ty trở thành một công ty trường tồn chứ không phải là làm ngày một bữa để mình làm dài bản thân mình à, đó là những điều mình mong muốn và để tạo ra được điều đó thì mình cần những con người có hoài bão có lý tưởng những con người có tài năng để tạo nên một cái nơi làm việc tuyệt vời à, mình hay nói với nhân sự mình là mình muốn cái công ty mình là một nơi làm việc tuyệt vời một nơi làm việc đáng mơ ước của nhiều người Điều đó không phải riêng một mình mình có thể làm được mà nó là cả một tập thể Và tập thể đó đến từ từ nhân sự Mình phải có những người tuyệt vời thì sẽ tạo nên một nơi tuyệt vời Và hy vọng đó là những người đang xem cái livestream này Những người đang xem video này có mong muốn cùng mình tạo nên những điều tuyệt vời Ok Thì ở trong này mọi người vào nó sẽ có đầy đủ cả những thông tin về mặt tuyển dụng của thích làm mộc group ha à, trong thích làm mộc group thì nó sẽ có store làm mộc nó sẽ có thích tự làm nó có xưởng làm mộc nó có lube solution nó có target nó có hay store và có vui diy thì hiện tại thì bên mình đang tuyển những vị trí liên quan đến store làm mộc và thích tự làm nên là những anh em nào đang có niềm đam mê về công cụ dụng cụ cầm tay đây là cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể có một nơi làm việc tốt còn mình nói tốt hay không nó cũng do cảm nhận của mọi người nữa cái điều đây là nó là sự phù hợp và để kiểm tra xem là cái nơi làm việc này nó có phù hợp với anh em hay không thì khi anh em vào website của mình mình có cái phần đầu tiên đó explore company website thì ở đây anh em sẽ xem được toàn bộ những cái chính sách của thích làm mộc được áp dụng cho tất cả công ty đây là website về chính sách anh em có thể vào trên điện thoại trên máy tính trên máy tính bảng đều có thể coi được hết anh em thấy nó khá là đẹp ha thì cái website là hello chấm là một vn nó còn sợ xin chào thì mình cũng nói sơ cho anh em về những cái chính sách của bên mình đang áp dụng thì khi anh em làm việc ở thích là một thì nó sẽ là một cái môi trường mình tin rằng rất khác biệt so với nhiều môi trường khác Những anh em nào làm ở những tập đoàn đa quốc gia thì sẽ thấy nó đâu đó nó gần giống Nhưng mà nếu mà anh em làm cho những cái công ty gia đình hoặc là những cái mô hình kinh doanh cũ Thì sẽ thấy khá là xa lạ Xa lạ từ cái chính sách, từ cách vận hành, từ mô hình quản trị Nó không giống người khác tại vì thật sự là mình mình cũng hơi khác người Khác người ở đây không phải là mình tạo ra một cái gì đó khác biệt không giống ai mà mình muốn tạo ra những điều mới mẻ khác ở đây là tại vì nó mới nó mới như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em để chúng ta có một cách nhìn tại vì mình biết rằng cái điều mà anh em quan tâm cuối cùng quan trọng nhất là môi trường làm việc nó có phù hợp với mình hay không tiếp theo mới là công việc nó là cái gì và mức lương những chính sách khác ok thì ở đây mình chia sẻ cho anh em ba giá trị cốt lõi nền tảng lớn nhất của thích lập một group đó là học hỏi hiệu quả và hạnh phúc mình quan điểm rằng khi nhân sự vô làm bất kỳ tổ chức nào Thì cái điều mà họ mong muốn đó là phải học được những điều mới Phải học, phải phát triển được Nếu đi làm mà chỉ để bóc lột, để khai thác Hoặc chỉ để như vậy thôi Năm này qua tháng nọ thì mình thấy rằng Nó không có đạt được cái ý nghĩa chọn mình cuộc sống Chúng ta phải học những điều mới Không những là chúng ta nhỏ chúng ta mới học Già cũng học, bất kỳ thời điểm nào chúng ta cần phải học vì khi chúng ta có học chúng ta làm việc nó mới hiệu quả cái sự hiệu quả của chúng ta thời điểm này nó có thể sinh ra hiệu quả nhưng ngày mai nó không còn phù hợp nữa vì mọi thứ là vận động mọi thứ là thay đổi chúng ta không thể nào lấy một cái của ngày hôm nay cho cái của ngày hôm qua được à, vì nó nó thay đổi rất là nhiều nên là chúng ta phải học hỏi họ liên tục thay đổi liên tục để hiệu quả liên tục và cái cuối cùng là tất cả những cái chính sách của bên mình đều xoay quanh một cái nền tảng mà mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn khi đi làm vào trong cuộc sống này đó là mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta muốn có được hạnh phúc. Và mình quan điểm là cái nơi làm việc phải là một cái nơi hạnh phúc. Tại vì nếu nó không hạnh phúc thì rõ ràng chúng ta đã mất nửa cuộc đời của mình cho một cái công việc không hạnh phúc. Nếu chúng ta xác định đi làm mà không hạnh phúc mà một ngày chúng ta mất 8 tiếng cho việc đi làm Đúng không? Một ngày 24 tiếng, 8 tiếng làm, 8 tiếng nghỉ ngơi, 8 tiếng ngủ Thì rõ ràng là chúng ta đã mất khoảng 1 phần 2 cuộc đời thức của mình á Phần thức của mình á Để chi? Để làm một cái việc hạnh phúc Và đó là cái khoảng thời gian chín trong ngày nữa chứ Nên thật sự là mình không muốn điều đó Mình muốn tạo một môi trường mà nơi đó mọi người cảm thấy được sự hạnh phúc khi đi làm Đó là điều mà mình không muốn Nói thì dễ, đương nhiên làm thì rất là khó Nhưng nghĩ được như vậy thôi và thực hiện nó quyết tâm thực hiện đó mới là điều mình muốn chia sẻ với anh em ở đây mình muốn và mình làm chứ không phải mình muốn và mình suy nghĩ ra những cái lý do mình không làm điều đó nếu những ai ở trong cái tổ chức này mọi người có thể hỏi bất kỳ một nhân sự nào có phải như vậy hay không mình luôn mong muốn hạnh phúc đến cho tất cả nhân sự và tất cả những cái gì mình suy nghĩ và mình làm ra đều phải phục vụ cho chuyện đó đó là ba giá trị nền tảng và mình vận hành cái công ty này như thế nào thì mình đã bỏ ra khoảng 10 năm trời để nghiên cứu về những nền tảng triết lý khi mình xây dựng bất cứ một cái gì cái mà chúng ta phải làm đầu tiên đó là nó dựa trên cái nền tảng gì. Nền tảng mà mình nghĩ rằng nó sẽ không thay đổi đó là những nền tảng giá trị, những nền tảng về triết lý. Đó à, đó là những quy luật của vũ trụ mà chúng ta cần phải phải tuân theo và mình thì một người rất thích trồng cây và mình hay nhìn cái cây để mình mình chăm sóc công ty này Mình nhìn rừng để mình có thể vận hành cái tổ chức này Đó là cái mô hình của mình đang theo đuổi Thì nếu mà anh em vô cái tổ chức này thì Anh em sẽ thấy rằng ở đây nó rất tự do Nó tự do ở đây không phải là muốn làm gì làm Nó tự do ở đây là nó tôn trọng cá nhân của mọi người Nó tạo điều kiện cho mọi người có thể tự phát triển với cái năng lực Với cái niềm đam mê của mình Hỗ trợ tối đa cho phục vụ đó Ở đây là như vậy ở đây không có bắt buộc, ép buộc, không có cưỡng bức, không có không có ra lệnh chúng ta làm cái gì hết. Chúng ta phải tự ý thức việc đó. Ở đây sẽ nuôi dưỡng cái lòng tự trọng của mỗi người. Ở đây sẽ nuôi dưỡng cái lòng tự tôn của mỗi người. Thì đó là cái môi trường của mình. Nếu mà chúng ta đang mong muốn một cái nơi làm việc hướng đến những điều mà mình vừa nói thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Mình tin chắc là anh em như vậy luôn Mặc dù công ty mình chưa gọi là công ty lớn Nhưng những gì mình nghĩ mình làm nó cũng không thua vì những công ty lớn hết rồi tiếp theo là tiện ích nên làm việc đây là điều mà mình rất là tự hào và muốn chia sẻ với anh em tại vì bản thân mình cũng đã từng đi làm nhân sự của mình cũng người từng đi làm ở những cái công ty lớn và mọi người đều đánh giá rằng là những gì mình xây dựng ở đây hoàn toàn không khô kém thứ nhất là ở đây vì không gian làm việc thì rất là thoải mái nhân sự đều sẽ có bàn làm việc riêng có rất nhiều cây xanh ta nhìn mình là một người rất là thích cây xanh nên là nó sẽ rất là xanh rất là tươi rất là mát và mình sẽ tạo điều kiện tối đa cho mọi người có thể làm việc tốt nhất thứ hai là sẽ có không gian học tập ở đây có hẳn một cái thư viện để chúng ta đọc sách có một cái phòng để chúng ta đào tạo một phòng để brainstorming có một cái studio xịn sò để chúng ta có thể thể hiện bản thân mình chúng ta có thể chia sẻ với người khác đây là điều mà thật sự là không phải nhiều doanh nghiệp có ở việt nam ở nước ngoài nói vậy thôi chứ không phải nhiều người có đâu tại vì nếu không có đủ không gian thì cũng không có thể làm được rất là may mắn là mình thuê được cái tòa nhà khá là chỉnh chu để có thể có tất cả những cái không gian này ngoài ra mình có hẳn một không gian nghỉ ngơi là một cái phòng để mọi người nghỉ trưa có giường tầng có máy quạt à, để mọi người có thể nằm nghỉ trong một ngày làm việc và mỗi một người trong một trong một ngày làm việc đều có thời gian nghỉ ngơi hết chứ không phải là làm rồi nằm hẳn ra cái chỗ ngủ nói chung là mình muốn ngủ đâu mọi người ngủ nhưng mà có hẳn một nơi để mọi người ngủ luôn đó là cái cái không gian bên mình tiếp theo là về những cái trang bị phần cứng phần mềm chúng ta làm việc thì mỗi người khi làm cái công việc của mình đều sẽ được trang bị thiết bị phù hợp như là máy tính màn hình thậm chí nếu bạn cần hai cái màn hình mình cũng phải trang bị hai cái màn hình bạn cần một cái màn hình lớn hơn cái màn hình khác mình cũng phải trang bị màn hình lớn hơn mình khác bạn cần máy tính xịn hơn chạy mạnh hơn mình cũng phải trang bị cho mọi người mình không ngại đầu tư về công cụ nếu mình có thể trừ khi mọi người đòi hỏi cái gì nó quá khả năng của mình nhưng mà nếu mà mình có thể mình sẽ đầu tư về phần mềm thì công ty này không có xài đồ chùa không có xài đồ rác à, cái gì mình xài cũng sẽ có bản quyền nha anh em ha đó là những gì mà mình mong muốn tại vì bản thân mình rất tôn trọng cái cái bản quyền và ở cái công ty này ở bên thích là Một anh em sẽ được tiếp xúc được rất nhiều công cụ mới nhất hiện tại trên thế giới luôn mình nói trên thế giới luôn à, từ công cụ quản lý dự án những công cụ về marketing những công cụ về quản trị nhân sự những công cụ về quản lý dự à, quản lý công việc rất là nhiều thứ và những thứ đó là những thứ rất là hay ho chúng ta sẽ có cơ hội học được rất nhiều thứ chứ không phải là vô đây là office ở trong đây à, không có xài office nha mọi người nha mọi người microsoft excel microsoft word microsoft powerpoint gần như ở đây là mình không có xài tới mình xài những thứ chuyên dụng hơn những thứ hay ho hơn phục vụ cho công việc hiệu quả hơn à, và ai là những người đam mê về công cụ phần mềm những người đam mê về những điều mới mỏ thì đây là một cái nơi rất là tuyệt vời để chúng ta tham tham dự à, chúng ta hợp tác rồi tiếp theo là một cái điều mà mình muốn chia sẻ về triết lý làm việc của bên đây đó là chọn điều đúng để làm chứ không phải chọn điều dễ đây là điều mình rất là hay nói với dân sự tha chúng ta làm điều đó đúng thì sau này nó sẽ đúng còn nếu chúng ta chọn cái điều dễ mà nó sai sau này chúng ta sẽ sửa mất thời gian lắm thì ở đây chúng ta sẽ chọn điều đúng để làm nên mình nói trước là nó sẽ khó khó đây là gì khó trong những cái tiêu chuẩn chúng ta dễ giải chúng ta sẽ khó làm việc ở nơi này lắm tại vì sao chúng ta sẽ bị nói hoài luôn tại sao bạn lại không viết hoa cái chữ này tại sao lại không chỉnh chu cái chỗ này tại vì nếu mà không chỉnh chu mai mốt bạn phải sửa cái điều đó thì mình nói trước à nó là đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể hoàn thiện được bản thân mình trong một cái môi trường mà đòi hỏi cao như vậy ở thích là một thì bản thân mình sẽ uh, xây dựng những chính sách để giúp cho nhân sự nãy mình nói là sự hạnh phúc hạnh phúc có hạnh phúc muốn có hạnh phúc phải có sức khỏe nên mình rất đầu tư trong việc chăm sóc sức khỏe mọi người sẽ được miễn phí ăn trưa à, ăn chiều nếu mọi người làm ca chiều nước uống là mình sử dụng nước uống vi hawa tức là mình không có xài mấy nước 15 16 ngàn một bình đâu một nước của mình là 41 ngàn đồng một bình à, nước là tốt nhất á còn tốt hơn nữa mình không biết loại nào mình chưa biết biết mình cũng sẽ mua cho mọi người uống thôi khám sức khỏe hàng năm à, mỗi người sẽ được khám sức khỏe hàng năm cái này không phải khám qua lo mà khám có thử máu đầy hoàng đầy đủ hết rồi có rất là nhiều cây xanh có một không gian rất là chill để mọi người có thể chill ao à, nói chung là nó đã lắm mọi người ha rồi ở đây thì mình chọn làm đúng như mình nói là mình làm đúng luật lao động mọi người sẽ được nghỉ ngơi làm việc tham gia bảo hiểm xã hội chuyển lương này nọ nói chung là nó nó chuẩn à, chứ mình không có làm trốn tránh nên mọi người yên tâm và cái điều mình hay nói là hướng đến cái sự cân bằng cuộc sống ở đây có một cái điều mà mình mình sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ thấy vô cùng khác biệt à, đối với một số đa số những công ty nha còn một số công ty đa quốc gia thì nó cũng thấy rất là bình thường đó là ở đây chúng ta làm việc linh động theo giờ không có làm việc theo ngày không có tính là sáng ngày chạy vô check in check văn tay chiều check in chạy về thôi ở đây mình không có như vậy ở đây tính lương theo giờ tức là lương thì trả theo tháng nhưng giờ làm việc thì tính theo giờ miễn hai một tháng chúng ta làm đủ như số giờ đó thôi còn nếu không đủ chúng ta được làm bù một tháng về cụ thể chính sách thì mọi người có thể tham khảo trên website của mình nó rất, rất là chi tiết à, nhưng ở đây mình nói là những cái điều mà mình hướng tới là cái sự linh động chúng ta sẽ không cần phải đi trễ hay là về sớm cái điều mà hướng dẫn chúng ta làm việc đó là sự tự trọng chúng ta phải sắp xếp làm sao cho nó hiệu quả và làm sao để không ảnh hưởng với đồng đội của mình chứ không ai ép buộc ơ sao nay mày nay mày đi trễ vậy sao nay mày về sớm vậy tại vì sao nếu người ta sẽ nói khi nào khi mình không đảm bảo được công việc còn nếu bạn vẫn đảm bảo được công việc bạn làm gì miễn bạn làm đủ giờ là ok bạn làm 12 giờ đêm cũng được nữa bảy à, giờ sáng bao vô mà làm cũng được nữa 3 giờ chiều bạn về cũng được nữa nhưng mà bạn phải đảm bảo được cái gì cái công việc là đó là điều mình hướng tới tại vì bản thân mình á suy nghĩ là khi chúng ta đi làm á có những giây phút chúng ta không muốn làm chúng ta muốn cà phê với bạn bè ok cà phê với bạn bè chúng ta có thời gian để dẫn vợ con đi chơi ok dẫn cho con đi chơi à, chứ không phải là cái công việc nó không có làm cho mình cảm thấy bị bức bách công việc nó cảm thấy là một cái sự hỗ trợ trong cuộc sống của mình đó là điều mình hướng tới và đặc biệt ở đây mình có chính sách là nữ thì sẽ được làm ít hơn 8 giờ tại vì bạn nữ thì sẽ có một cái ngày rồi ngày đèn đỏ mình sẽ cho các bạn nghỉ trong một ngày để chi tại vì ngày đó thường người phụ nữ khó chịu lắm ha nên là ok nhà nghỉ cho nó vui à, đó là những gì mà mình mình hướng tới nữa và ở bên thích là một thì rất là quan trọng cái việc là sự phát triển của mỗi cá nhân và ở đây mọi người sẽ dùng được dùng đến 20 đến 25 phần giờ làm việc để phát triển cá nhân cái chính sách này mình học hỏi những chính sách từ những cái tập đoàn lớn trên thế giới như là Google hay là Facebook họ đều có chính sách là cho nhân sự mình dành khoảng 15 đến 25 phần giờ cho những dự án cá nhân cho sự phát triển cá nhân cái đó vẫn được tính lương mặc dù cái đó là dành cho mình nhưng mà mình vẫn được tính lương thì ở đâu ở đây mình vẫn áp dụng cái điều đó à, thì đây là những cái chính sách những sự khác biệt mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong cái chính sách của mình à, vậy là để tham gia được vào đội ngũ của bên thích là một thì nó sẽ trải qua những cái việc gì thì thứ nhất mọi người sẽ được phải ứng tuyển online thì ở đây ứng tuyển qua cái cái kênh website là tuyển dụng giống là một vn thì một hồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách chúng ta làm thứ hai là chúng ta phải trải qua những bài test và Test ở đây là test online. À, mỗi một cái bài test nó sẽ hướng đến một cái cái kỹ năng. Nhất định chẳng hạn như là test về khả năng tự nhận thức self awareness, test về IQ, test về EQ, test về AQ, BQ. Rồi test về communicate, rồi cái test về time management. Có rất nhiều cái bài test. Ở đây không dễ giải, mình nói trước mình không dễ giải trong bị tuyển dụng dụng nhân sự tại vì kinh nghiệm của mình rất là nhiều khi mình dễ dãi tức là mình đang tàn nhẫn với bản thân mình đang tàn nhẫn với sự nghiệp và những người đồng đội của mình đang ở đây khi mình tuyển được một người người đó phải làm việc được nên là những ai xác định mình giỏi mình có khả năng thì mình hãy ứng tuyển và test xong chưa xong đâu sẽ có interview interview xong thì sẽ phải có learning mình sẽ có một cái cổng để mọi người tham gia học trực tuyến và làm những bài test trước khi là thử việc thì đó là một cái quy trình tuyển dụng của bên thích là một những ai mà thấy vô mà nó ngán quá rồi thôi thì chắc chắn là sẽ không có thể pass qua được tại vì thường thì cái bài những cái quy trình của mình nó cũng muốn đánh giá luôn là cái nhân sự đó có đủ kiên trì không không tại vì mình biết cái mình mang lại đó là một cái nơi làm việc tốt một công việc tốt và ổn định và lâu dài nên cái gì nó có giá trị thì nó phải khó nó không thể dễ được nếu mà chúng ta dễ tức như là chúng ta lấy một thứ mà cái giá trị nó không có cao và mình 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 khó tại vì mình biết cái giá trị mang lại nó cao và hy vọng là mọi người sẽ uh, tìm mình sẽ tìm được những người có cùng cái hệ giá trị của hệ tư tưởng giống như những gì mình chia sẻ rồi thì ở đây uh, mọi người sau khi mà mọi người làm đây là cái cổng để mình test thì ở trong đây nó sẽ có đầy đủ những cái bài test thì như mọi người thấy ở đây nó có 22 cái bài test hoặc là đây là những bài test mình đang cập nhật thôi còn khoảng uh, nhiều nữa còn phải chục bài test nữa và đây là những bài test về EQ những bài test này nó chỉ phục vụ cho nội bộ thôi nên mọi người có vô test thì cũng không có kết quả đâu nha nên là mình nói trước à sâu ra để chúng ta biết rằng là ở đây mọi thứ đều rất là bài bản, rất là chỉnh chu đã có hệ thống, đã có sự chuẩn bị sẵn sàng chúng ta tham gia, chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ, chúng ta sẽ mở mang được rất nhiều thứ và chúng ta sẽ rèn luyện được rất nhiều thứ rồi quay lại là mình đang tuyển cái gì? nãy giờ là phần quảng cáo, bây giờ là phần vô chính thức thì để tham gia đăng ký tuyển dụng thì mọi người hãy vào website tuyển dụng một vn sau này có tất cả những thông tin về tuyển dụng bậc time full time hợp đồng freelancer hoặc là uh, internship mình sẽ đăng lên trên này hết và chúng ta có thể vô đây chúng ta xem thì ở bên này mình sẽ có những cái công việc như sau thứ nhất bên mình đang tuyển một chuyên viên đóng gói đơn hàng và bảo hành sản phẩm uh, cái công việc chính là đóng gói và nó sẽ có một cái việc phụ đó là hỗ trợ bảo hành tức là tiếp nhận bảo quản sản phẩm bảo hành liên hệ với nhà cung cấp vân vân thì để apply vô cái công việc này thì mọi người chỉ cần nhấn cái nút apply vô là xong thì sau khi apply thì sẽ có bộ phận nhân sự gửi cho mình những bài test những bài kiểm tra nói chung là mọi thứ nó sẽ tự tự động ở trên cái hệ thống của mình à, quan trọng là chúng ta có follow chúng ta có theo hay không à, chúng ta theo thì chúng ta sẽ tiếp tục còn những chúng ta theo thì chúng ta sẽ fail thôi luôn luôn là như vậy bởi mình đang tuyển một khủ kho bán hàng à, khủ kho hàng hàng bán lẻ cái khủ kho của mình đó là khủ kho để giữ những sản phẩm công cụ của mình đó À, một người để giữ cái kho của mình và tại sao mình ghi là thủ kho hàng bán lẻ tại vì có rất nhiều loại thủ kho có khi là thủ kho là gì có những người làm thủ kho là thủ kho như nguyên vật liệu trong một cái nhà hàng chẳng hạn đó là cũng là thủ kho hay là thủ kho kho lạnh ở đây là hàng bán lẻ dụng cụ cầm tay và mình cần một người chuyên nghiệp một người chuyên nghiệp tức là một người có kinh nghiệm làm việc này rồi có kiến thức có học về cái việc này rồi chứ không phải là nghĩ là khủ kho vô giữ cái kho xong nó nhiều việc lắm nha mọi người ha cái thủ kho này không đơn giản vô ngồi giữ hàng đâu nó rất là nhiều thứ trong đó nên sắp xếp hàng hóa chứng từ vân vân và vân vân rồi mình cũng đang tuyển một trưởng nhóm marketing mọi người thấy là ở thích là một thì cái việc marketing là một cái thế mạnh của mình từ xưa giờ nhưng thật sự mình chưa hài lòng với những gì mình đang có và mình muốn nâng cấp đã lên bằng cách là mình tuyển một nhân sự có khả năng làm lead của một nhóm marketing thì hiện tại bên mình đang rất cần một người như vậy nên là nếu anh chị em nào đang có cái hứng thú với cái công việc này có cái năng lực với công việc này muốn cộng tác lâu dài thì đây là một cái cơ hội để chúng ta có cơ hội hợp tác mình đang tuyển một cái vị trí nữa mà mình nghĩ rất nhiều anh em xem video này cũng có cơ hội được hợp tác đó là chuyên viên tư vấn bán hàng dụng cụ cầm tay đó là những anh chị bán hàng trực tiếp giống như Chiến, Thịnh, Long hay là Thành Thì mình đang tuyển những nhân sự như vậy để hỗ trợ phát triển và chuẩn bị một cái nguồn nhân sự cho việc mở rộng sắp tới à, Khi mình mở cửa hàng số hai số 3, số 4, số 5 thì mình phải có một nguồn nhân sự để sẵn sàng phục vụ cho anh em nó phải chuyên nghiệp chứ không phải là dê xong mở xong rồi tới xong đào tạo nó mất thời gian lắm và nó cũng không, không đảm bảo được cái chất lượng mình phải muốn đảm bảo được cái chất lượng và nếu anh em nào có mong muốn phát triển lâu dài thì đây là một cơ hội giống như thế giới di động ngày xưa nếu mà trong cái giai đoạn mới mình tham gia mà mình tiếp tục gắn bó thì tất cả những người tham gia và ban đầu và gắn bó đến bây giờ họ đều có những vị trí nhất định trong tập đoàn của thế giới di động ở đây câu chuyện của mình nó còn xa lắm so với thi động nhưng biết đâu một ngày nào đó nó cũng có thể là như vậy và biết đâu những người đầu tiên apply vô những vị trí này sẽ là những người sẽ được có những vị trí tốt hơn trong tương lai khi mà cái công ty này phát triển nếu anh em cùng hợp tác cùng gắn bó cùng phát triển thì mình tin rằng nó sẽ thành công thôi à rồi tiếp theo là mình đang tuyển một cái chuyên viên seo tức là chuyên viên làm việc seo cho website storelump vn và thích tự làm com Hồi xưa giờ mình xây dựng website nhưng mình chưa làm SEO một ngày nào hết Bây giờ mình muốn xây dựng một cái website này lại nó có SEO tốt tìm trên Google phải ra Mặc dù mặc dù anh em biết mình rất là nhiều nhưng mà tìm website của mình thì uh, web tìm web thì ra liền Nhưng mà tìm một cái sản phẩm gì đó thì không ra thật sự thì có những đối thủ trong ngành họ làm tốt quá Thì bây giờ mình mong muốn một người có năng lực có thể làm cái việc này tốt hơn nữa Ok Rồi nhiều việc lắm ha rồi tiếp theo mình cần một chuyên viên bán hàng qua sàn thương mại điện tử cụ thể là sàn shopee lazada tiki và sàn đỏ những anh chị em nào đã có kinh nghiệm bán hàng online qua những sàn này thì đây là cơ hội để chúng ta apply mình đang muốn phát triển và đẩy mạnh những cái kênh này và cần một người chuyên phục vụ cho những anh em trên những cái kênh này à ok ngoài ra thì mình cần một chuyên viên đào tạo và tuyển dụng chuyên viên đào tạo tuyển dụng à, phục vụ những cái công việc liên quan đến đào tạo và tuyển dụng mình tin rằng đây là một công việc rất là thú vị, tại vì nó không chỉ đi nó liên, tại vì nó 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 không chỉ là đào tuyển dụng mà nó còn liên quan đến văn hóa doanh nghiệp nữa, nó liên quan đến con người mà con người là một thứ rất là phức tạp và cái sự phức tạp đó tạo ra cái sự hứng thú. Nếu bạn có thể làm hài lòng nhiều người, bạn rất là giỏi. À, cái điều này rất là khó và một cái chuyên viên nhân sự, tiếng nhưng mà đào tạo mà làm về văn hóa nữa thì nó rất là hay ho. À, và văn hóa doanh nghiệp là một trong những cái mà mình rất là tự hào tại tổ chức này và đó là một trong những nền tảng cốt lõi mà mình xây dựng một cái công ty có văn hóa giống như một con người có văn hóa vậy con người có văn hóa thì con người đó làm việc nó cũng sẽ tốt hơn công ty có văn hóa thì công ty đó làm việc cũng sẽ tốt hơn ha à, rồi mình còn mở thêm một cái công việc nữa cho tất cả những anh em đó là chuyên viên phát triển media thì cái câu này cụ thể là làm cái gì thì cụ thể là anh em biết cái kênh của mình kênh facebook youtube về media anh em thấy phát triển rất là tốt đến bây giờ hiện tại mình vẫn tự tin là cái khả năng livestream của bên mình là tốt nhất trong ngành nhưng mà mình không chỉ dừng lại ở đây như đây không đủ mình phải phát triển thêm và mình cần một cái nhân sự hỗ trợ trong cái việc phát triển cái kênh media của bên mình với nội dung đa dạng và chuyên nghiệp hơn có thể làm được những cái gvc quảng cáo đó đó là những gì mình hướng tới chăm sóc được kênh youtube facebook của mình seo được cái sẵn cái các video của mình bởi mình đã có một editor một bạn làm kỹ thuật hồi xưa giờ bạn đang ngồi hỗ trợ cho mình rồi nhưng mà một mình bạn thì sẽ không làm nổi mình sẽ cần thêm một người như vậy nữa để có thể làm được những cái việc này thì nếu mà anh chị em nào hứng thú thì chúng ta hãy apply à rồi và một công việc mà mình thấy rất là thú vị luôn đó là công việc mà mình làm hàng ngày chuyên viên livestream và review sản phẩm hiện tại là mình thấy rất là nhiều những anh em bắt đầu làm cái việc này khá là tốt và nếu chúng ta mong muốn hợp tác có một cái nơi làm việc chuyên nghiệp thì hãy đến apply ở ở store là một và thích tự làm. Tại vì nơi đây có đầy đủ tất cả những điều kiện để anh em có thể chuyên nghiệp nhất. Có một studio xịn sò, có một người có kinh nghiệm có thể dẫn dắt và hướng dẫn anh em rất là nhiều. Có đầy đủ máy móc công cụ, có những cái sự hợp tác rất là chặt chẽ với những cái hãng để chúng ta có thể có những sản phẩm để chúng ta thì review, review, chúng ta có thể xem chúng ta có thể tìm hiểu và có một đội ngũ chuyên nghiệp đằng sau hỗ trợ cho mình. Mình sẽ có cơ hội phát triển rất là tốt tại đây. Và cái nghề về livestream và review đó là một cái nghề mà mình nghĩ rất là rất là hot trong tương lai. À, rất là hot trong tương lai. Nhưng mà không phải là mọi người đừng nhầm lẫn nó là MC, nó không chỉ là MC, nó nhiều hơn là MC một người hiểu am hiểu về sản phẩm có khả năng nói truyền cảm hứng chia sẻ và khiến người khác mua hàng đó không phải là một chuyện đơn giản mc có thể lên đọc nhưng mà mc sẽ không hiểu về sản phẩm mà một người hiểu về sản phẩm chưa chắc có khả năng nói một cách lưu lót cho người khác hiểu và khi mà anh em tham gia vào cái công việc này anh em sẽ được học để làm tất nhiên mình phải có tố chất sẵn mình đã có kinh nghiệm sẵn tới đây mình phát triển thêm chứ mình không nhận tuyển một người không biết gì và đào tạo lại thật sự là như vậy mình đã dừng cái việc tuyển như vậy rồi sẽ không bao giờ tuyển một người không biết gì mà phải đào tạo từ đầu mất thời gian lắm nên là những anh em các bạn nào mà nói là em nhìn em muốn làm nhìn lắm mà em chưa biết gì nếu mà chấp nhận làm không lương thì mình có thể cân nhắc đó là cái điều ok tôi bỏ công nên thậm chí chắc phải bỏ tiền đi học nữa chứ bây giờ mà uh, giống như hồi xưa mình vẫn phải làm không lương để mình đi học còn bây giờ bạn không có gì hết là bạn đào đòi người ta trả lương cho bạn thì cái chuyện đó hết sức vô lý tại vì tiễn một người vô mà không biết làm gì nó cực lắm mất thời gian đào tạo rồi phải giống như công ty mình phải bao cơm trưa rồi những cái thứ kinh phí khác là phí hết và những người khác phải câu vờ cái chuyện đó nữa nên bản thân mình tự ý thức mình tự trọng với điều đó mình thấy mình chưa làm được gì mình cần phải học ok mình chấp nhận chuyện đó và cái người nào mà thật sự các bạn nào mà suy nghĩ được như vậy tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công tôi tin chắc điều đó luôn rồi tiếp theo đó là cái vị trí mà mình đang đang cần cuối cùng đó là một trưởng bộ phận kinh doanh. Ở công ty mình hiện tại thì uh, có Khánh, có Chiến đang phụ trách, Khánh thì phụ trách bán hàng online, Chiến thì offline và mình cần một người có khả năng support được hai bạn. Ở đây không phải là giám đốc kinh doanh bên mình không có chức năng, không có cái cái chức danh giám đốc kinh doanh, thật ra cái việc trưởng bộ phận kinh doanh của mình nó cũng không phải giống như vậy nữa. Bên mình không có làm việc theo cái kiểu chức danh. Bên mình làm việc theo cái role, theo vai trò, theo sự chuyên nghiệp nếu anh là một người chuyên nghiệp về về kinh doanh anh vào đây anh hỗ trợ để các team nó có thể hoạt động tốt nhất có thể phát huy được cái công cái 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 cái, um, cái tài năng của từ nhân sự trong cái team đó để để làm được cái việc này thì ở đây thì anh em nào có kinh nghiệm trong kinh doanh lĩnh vực dụng cụ cầm tay à, hoặc tương tự à, mình ưu tiên những anh em nào đã làm ở những cái cái công ty mà nó có chung ngành Thứ hai là những anh em có tư duy mở Mình không làm việc được những người có tư duy đóng nha Và những người phải phải học hỏi, phải chịu phát triển Và có khả năng sử dụng công cụ Công cụ ở đây là những cái công cụ về phần mềm Còn nếu mà do mà không có công cụ mềm suốt ngày cứ đi thị trường Thì cái đó không phải là cái người mình đang tìm ở vị trí này Người đang tìm ở vị trí này là một người có khả năng bao quát Có khả năng tạo ra những sự khác biệt có khả năng truyền cảm hứng, truyền cộng lực, có khả năng lên chiến lược, đó là những gì mình đang tìm anh em thấy ờ cũng này em đòi hỏi nhiều quá nhưng thật sự cái sự đòi hỏi đó nó giúp ích cho cho cái người ứng viên giúp cho chúng ta có một cái cái cơ hội để chúng ta học chỗ nào đòi hỏi càng nhiều thì cái chỗ đó phải có cái tiêu chuẩn càng cao những cái tâm huyết của mình của tổ chức mình và những giá trị mà công ty mình đã đã chia sẻ và cùng nhau hợp sức để lan tỏa tạo thêm những giá trị mới cho cộng đồng ngay bây giờ hãy vào website tuyển dụng lầm mộc vn để apply ngay một công việc mà bạn thấy phù hợp và mình nói trước là cái triết lý tuyển dụng cho mình là mình tuyển dụng những người mong muốn có một công việc phù hợp với mình chứ không phải là đang đi tìm một công việc để có một công việc nhưng chúng ta xác định là chúng ta chỉ đang tìm việc để có một công việc làm thì ok thì mình nghĩ nó không phù hợp Tại vì đơn giản rằng là nó không có cái gì cam kết hết Và bạn sẽ không đủ kiên trì để theo đuổi cái lộ trình tuyển dụng lâu dài này đâu Nên là những ai ví dụ đang làm ở một cái chỗ nào khác Và chúng ta thấy rằng cái môi trường đó Khó chút phù hợp với mình và cần tìm một cái môi trường mới Thì đây là một cái cơ hội Lộ trình tuyển dụng của một cái công việc ở đây sẽ mất từ khoảng 1 đến 3 tháng tùy việc Nên là chúng ta nên chuẩn bị trước cái tinh thần này Cảm ơn em đã xem cái livestream này và hy vọng là mình đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết để anh em có thể hiểu rõ về cái quy trình tuyển dụng và những công việc mà bên mình đang tuyển và mình hết sức hy vọng rằng có thể được hợp tác với những những anh em họ được cái gì ờ, có được cái gì hoài bão có lý tưởng có tài năng để tạo lên những điều tuyệt vời đây giống như những gì mà anh em sẽ thấy ngay trong cái cái slide đầu tiên của website này hẹn gặp lại anh em và hy vọng sẽ nhận được những cái hồ sơ của anh em trong thời gian sớm nhất Đừng quên đăng ký kênh của mình, mình sẽ có những cái thông tin bổ sung thêm, trả lời thêm cho anh em Xin chào và hẹn gặp lại